Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Cơ thể cũng khá săn chắc, sao lại dễ bị ngất đi như vậy? Cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, phía dưới vương triều Hạo Nguyệt còn có món chí bảo kinh thế, cộng thêm tà quỷ đế, vẫn nên ở lại. Tiểu nha đầu này mặc dù không có thế ở Hạo Nguyệt lắm, nhưng tư chất rất tốt, ngược lại có thể lợi dụng một chút. Xung quanh sao lại tối như vậy? Không nhìn thấy tay của mình đâu nữa. Trời ơi, trời vẫn chưa tối mà. Lại, ngươi sao vậy, không sao chứ? Giả mù à trời. Nghĩa nào là ta, mắt của ta không nhìn thấy gì nữa sao? Không phải giả vờ, sao có thể như vậy chứ? Công pháp Hạo Nguyệt Lưu Âm phản phệ quả thật là sẽ bị mù. Nghĩa nào hắn đã chịu phải phản phệ rồi sao? Ngươi nói cái gì vậy? Phản phệ của công pháp Hạo Nguyệt Lưu Âm, nhất định là ta đã thay ngươi gánh chịu rồi. Đúng, xin lỗi, công pháp Hạo Nguyệt Lưu Âm phản phệ quả thật là sẽ bị mù. Nhưng ta không biết người ngoài cũng bị trúng chiêu. Ta nhớ công pháp Hạo Nguyệt Lưu Âm là công pháp hiện đại của hoàng tộc Hạo Nguyệt. Vậy người nhất định là công chúa. Chuyện đã đến mức này rồi, xin công chúa hãy thu nhận. Ta là thất công chúa, ta có thể thu nhận người. Nhưng mà sao ngươi đột nhiên lại xông vào đây? Tiểu nhân vốn dĩ đang cùng vợ tu hành. Kết quả, đại vương tử nhìn trúng vợ của tiểu nhân. Cứ như vậy, bất ngờ mở ra một trận truyền tống đến nơi này. Hắn từ trước đến nay điều ác gì cũng làm, ta cũng ghét hắn chết đi được. Ngươi thay bổn công chúa chịu đựng phản phệ, ta sẽ không nợ ân tình của ngươi. Ngươi hãy ở lại đây đi. Đa tạ công chúa, nếu như công chúa chịu giúp đỡ, mắt của ta sẽ có cách nhanh chóng hồi phục lại. Thật sao, hồi phục thế nào? Cần chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, luân chuyển âm dương mới được. Công chúa có ngại hay không? Ta hại ngươi bị mù, đương nhiên cần phải chịu trách nhiệm rồi. Không có gì mà ngại hay là không ngại cả. Đến đây đi. Công pháp này đúng là kỳ diệu thật. Tu vi của mình lại không ngừng thăng cấp. Trương Tinh Tuyết bản thân không biết cô ta sở hữu huyết mạch thượng cổ Ngô Nguyệt Tinh Thuần. Chỉ cần vẫn chưa mở ra, không chỉ có thể giúp mình hồi phục, còn có thể giúp mình luyện hóa đế hoàng huyết. Hình như ta không chịu nổi nữa rồi. Được, không vội. Ta cần nhiều lần mới có thể sáng mắt lại được. Cảm ơn thất công chúa. Vậy ngày mai chúng ta tiếp tục luyện. Công chúa, tứ công chúa đến tìm ngài. Ngươi cứ ở lại đây, ta đi xem thử thế nào. Không biết là tiểu mị mị bọn họ thế nào rồi, nhưng mà với tu vi của cô ta, muốn sống sót cũng không khó khăn gì. Trương Phong Phong, ngươi đây là có ý gì? Ta đến truyền đạt tin tức mà đại vương huynh chọn thái phó cho ngươi. Bọn họ một mực từ chối, ta giúp muội muội giáo huấn những hạ nhân không có quy củ này. Người của ta không cần ngươi phải giáo huấn, ta cũng không cần thái phó. Các ngươi sắp xếp bao nhiêu người, ta đều sẽ đuổi đi. Lần này thì không giống như vậy. Lần này đến là cao thủ đế vương cảnh tam trùng thiên đấy. Thanh Tùng Tiên Nhân của Vương Triều Tử Vân. Thế thì sao? Đây là mệnh lệnh của Vương Hậu. Trừ phi bản thân ngươi tự tìm một người. Được, thế thì ta sẽ tìm một người. Tu vi của người vừa lẫy cao thâm, có lẽ có thể làm sư phụ của mình.
Yo, ngươi thật sự dự định tìm một người sao? Đúng. Cho nên không làm phiền đại hoàng huynh lo lắng nữa. Thế thì tốt, ngày mai ta sẽ đem thái phó mà đại hoàng huynh tìm để đấu với thái phó của ngươi tìm nhé. Hy vọng hắn chết không quá khó xem. Sao lại như vậy chứ? Công chúa, ngài xem cái này, đây là lệnh truy lã của đạo giới mà Thương Lan đạo chủ phát đi. Bắt được người tên là Lâm Việt này, phần thưởng là 1 năm cảm ngộ của đạo chủ. Lâm Việt nghĩa nào?